Xin chào cả nhà. Hôm nay Nhung dậy hơi muộn và cũng hôm nay thực sự là cũng không giấu gì anh chị em và các bạn là Nhung cũng hơi bị mệt, nhưng mà vẫn bày vẽ ra cái món này để tạo động lực cho chính mình ăn cơm, uống thuốc để nhanh chóng phục hồi sức khỏe. Các bạn ơi, Nhung cũng không phải là chuyên gia dạy nấu ăn gì đâu ạ. Chỉ gọi là chia sẻ với các bạn, mình cũng chia sẻ để mình tạo động lực mình nấu ăn thôi. Chứ cũng không phải là, Nhung cũng không phải là người chuyên gia dạy nấu ăn đâu. Thế cho nên là trong quá trình làm, chia sẻ mà có gì chưa hoàn thiện hết thì các bạn góp ý cho Nhung nhé. Món hôm nay là món thịt ba chỉ rang cháy cạnh. Đây, Nhung đang rán thịt đây, gần như là rán đấy ạ. Thế và hôm nay Nhung cũng chỉ có một ít thịt ba chỉ đấy thôi, không có nhiều, chỉ làm một bữa thôi, làm một bữa cho mình ăn cơm và cho cả bé bơ và caramel ăn cùng, một bữa xinh xinh vậy thôi ạ. Hơi bắn, đúng ra là Nhung phải có cái vung để đậy lại để cho nó đỡ bắn hết, nhưng mà thôi, tại vì Nhung cũng không thích ăn, Nhung không thích ăn nó quá già, cho nên là Nhung sẽ cho hành vào luôn. Đây, hành Nhung đã thái ra xong rồi đây. Thì các cụ ngày xưa vẫn hay nói là thịt lợn thì phải có hành, đúng không ạ? Đó, thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ đây ạ, thì cũng ở đây thì có cả thịt ba chỉ, thì nên có hành. Thì bây giờ Nhung sẽ cho hành vào nhá. Đấy, thì Nhung đang để nhiệt độ nó vừa vừa thôi, bởi vì là sợ nó bắn đấy ạ. Thì hôm nay Nhung cũng không được khỏe, cho nên là chia sẻ với các bạn không được năng lượng cho lắm, thì mọi người thông cảm cho Nhung nhá. Thực sự là đến bây giờ là 11 giờ thì Nhung cố gắng là bật dậy để nấu ăn. Đó. Thế và Nhung sẽ rim với cả cái nước mắm, vẫn là cái nước mắm mà Nhung vẫn yêu thích. Nước mắm hạnh phúc, nước mắm cá cơm đây ạ. Mùi hành phi thơm quá. Từ anh chị em và các bạn theo dõi những video của Nhung thì cũng thấy là Nhung thường sử dụng nhiệt độ là không cao, bởi vì là cơ địa của Nhung là bị u ấy, khối u ấy, cho nên là Nhung cũng rất hạn chế ăn những cái món mà chiên xào như thế này. Thi thoảng ăn cho ngon miệng đưa cơm thôi, chứ còn cũng hạn chế ăn những món rán với cả rim lắm, rán rim chiên nướng lắm. Có thỉnh thoảng có bữa gọi là hồi trước có kem ấy, bé kem nó ở đây ấy, thì là hay làm nướng gà để cho các bé ăn liên hoan, hoặc là cho có cả xay sữa nữa ở đây thì cùng ăn thôi, chứ Nhung cũng không ăn. Thế là bây giờ thì Nhung đã có được một đĩa, một chảo, cái chảo thịt ba chỉ rang cái giấy cạnh và đã có hành phi vào, rất là thơm rồi, rất chi là thơm. Nhung cho hành khô vào phi trước ạ. Thế còn hành tươi thì Nhung sẽ để sau. Ở đây cái hành củ thì Nhung cũng cho vào luôn nhá, hành củ thì cho vào luôn, chỉ có cái hành lá là về sau mình cho sau, cho nó đỡ, cho nó giữ được cái màu xanh ấy, đẹp ấy. Thế và bây giờ thì Nhung sẽ có đường ở đây, có đường đây rồi, đường đỏ, thì Nhung sẽ hòa cùng với cả nước mắm hạnh phúc ngon, cái nước mắm ngon hạnh phúc này,
pha lẫn vào đây, em sẽ hòa lẫn vào đây nhé. Đó, cái nước mắm này rất là ngon. Em sẽ hòa lẫn vào đây. Một số anh chị thì có thể không thích ăn mỡ thì mình có thể chắt bớt cái mỡ này ra, chắt bớt để cái mỡ ra. Còn đâu Dung thì Dung cũng thôi, thì tại vì đang cầm điện thoại quay, Dung cũng không muốn di chuyển nhiều và cũng làm sợ lo lại bỏng hay làm sao đó thì thôi, nhưng vẫn cứ để cái nước mỡ này thôi, rồi xong có thể để với ăn với cơm, trộn với cơm. Thế là bây giờ cái nước mắm này nó là nước mắm có đường đấy ạ. Thì Nhung sẽ hòa vào đây. Có một số bạn thì sẽ thắng đường riêng. Nhung thì Nhung thích làm cái kiểu này. Nhung thích làm cái kiểu như thế này hơn. Cho nước mắm và nước mắm và đường ấy khuấy đều. Thế xong rồi đến đoạn cuối thì Nhung sẽ cho thêm, lúc bắc ra bếp thì Nhung sẽ cho thêm một chút hạt tiêu đây nhá. Đó. Đó, bây giờ thì mình đã bật bếp lên cao một chút được, không cho nó sôi trở lại, cho nó sôi trở lại nhé. Mình sẽ bật bếp cao lên một chút để cho nó sôi trở lại. Và giờ mình đã có một món thịt rang cháy cạnh, thịt ba chỉ rang cháy cạnh rất là thơm ngon rồi. Và đến câu đoạn cuối cùng thì mình sẽ cho hành tươi vào và một chút hạt tiêu nhé. Mình sẽ phải rắc một chút hạt tiêu cho món ăn nó đậm đà, hương vị nó thơm, vừa làm mùi thơm của nước mắm ngon, nước mắm hạnh phúc, và vừa có mùi thơm quẹn với mùi thơm của hành phi thơm, và vừa có mùi, có cả mùi của đường nữa, đường đỏ nữa. Ngon đúng không? Đó. Và bây giờ thì mình sẽ cho hành nhá. Cho hành lá vào. Đó, cho hành lá vào. Mình đúng là phải làm như thế này nhưng có động lực ăn, để hôm nay đúng thật sự là hơi mệt các bạn ạ. Và giờ Nhung đã có một món ăn, món thịt rang cháy cạnh, nó hơi nhiều mỡ một chút. Nhung cũng đã giải thích cho các anh chị rồi, mọi người có thể chắt bớt ra, nhưng mà vì Nhung đang cầm điện thoại để quay, do đó là Nhung không chắt ra và vẫn để như thế này thôi, để thế này ăn cơm. Thế và việc cuối cùng đó là mình sẽ cho một ít hạt tiêu vào đây. Bây giờ thì đã có một món ăn rất là ngon rồi. Thịt ba chỉ rang cháy cạnh này ăn với cả dưa chua, hôm qua Nhung đã muối từ hôm kia đấy, muối hai lọ đấy. Bây giờ Nhung có thể tắt bếp được rồi ạ. Đó. Thế và Nhung sẽ ăn với món dưa chua. Lọ hộp này thì chưa được hộp này thì chưa được được ngấu lắm. Nhung sẽ ăn với hộp này bởi vì hộp này thì làm từ hôm trước rồi. Đó, dưa muối kiểu của Bắc Giang. Đấy, dưa chua, muối với cả riềng. Đó, riềng đây, củ riềng đấy ạ. Đó, muối với củ riềng. Đấy, hôm qua thì bị mệt, lại sang mua chút cho ít tía tô củ gừng đây. Đó, dọn gọn lại một chút nhá, để cho nó gọn gàng, chuẩn bị ăn. Và bây giờ thì Nhung sẽ ăn món này cùng với cả cơm gạo lứt đây. Món cơm gạo lứt ở bên trong này Nhung đã nấu xong rồi đây ạ. Cơm gạo lứt đen rất chi là ngon đấy ạ. Xin mời các bạn, các
cô các bác, các anh các chị cùng ăn cơm gạo lứt với Nhung nhá. Và bây giờ thì Nhung sẽ lấy thêm ít hạt tiêu. Rồi, đây là hộp muối Tây Ninh, một hạt tiêu đây. Đây, Nhung sẽ lấy hạt tiêu này nhá. Và cho thêm vào thịt nhá. Bé bơ ơi, con xuống nhá. Bây giờ Nhung sẽ cho thêm, tắt bếp và sẽ cho thêm một ít hạt tiêu này. Thế thì món ăn sẽ rất là thơm ngon. Xin mời cả nhà cùng ăn cơm với Nhung.